10 mẫu giường bé trai hot nhất 2019. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của VB. Hiện nay các gia đình đã chú trọng hơn đến việc bài trí nội thất phòng ngủ cho con cái, nhất là những em bé trai. Cha mẹ thường mong muốn các bé có được không gian sinh hoạt thoải mái nhất. Một trong số nội thất cần thiết là giường ngủ cho bé. Nếu con bạn đã qua giai đoạn ngủ nôi cũi thì đã đến lúc đầu tư giường ngủ cho bé trai cho bé rồi đấy. Giường ngủ là yếu tố đầu tiên quyết định đến chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ ngon sẽ giúp bé phát triển tốt thể chất, trí tuệ và tâm sinh lý. Ba mẹ hãy cùng xem top 10 mẫu giường ngủ cho bé trai hot nhất 2019. Những chiếc giường này đều thích hợp cho các bé vừa mới qua giai đoạn nằm cũi và các bé tiểu học. Bạn sẽ thấy giường được thiết kế với chiều cao thấp và có lan can chắn giường, chúng giúp các bé vừa chuyển sang giường lớn ngủ ngon hơn và an toàn hơn. 1. Giường ngủ bé trai mô hình xe cứu hỏa. Với những chàng trai hiệp nghĩa luôn muốn giúp đỡ người khác thì chiếc giường cứu hỏa này rất thích hợp. Thiết kế giường đơn giản không quá nhiều chi tiết rườm rà nhưng vẫn nổi bật với tông màu đỏ mạnh mẽ. Điểm nhấn đặc trưng của giường ngủ cho bé trai mẫu xe cứu hỏa vẫn là lưỡi dìu và chiếc búa được sơn xám cùng với chi tiết bánh xe, bóng đèn màu đen nổi bật trên nền đỏ. Không những vậy, giường cứu hỏa còn được thiết kế thêm phần bàn học vô cùng tiện lợi. Thông số kỹ thuật của giường cứu hỏa như sau: chất liệu gỗ công nghiệp chống cong vênh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm 12m x 2m, độ tuổi thích hợp bé trai từ 2, 10 tuổi. hai giường Ben 10 nhân vật anh hùng Ben 10 đã từng là ước mơ của bao chàng trai nhí Chính vì vậy trong bộ sưu tập 10 mẫu giường ngủ bé trai hot nhất 2019 này đồ gỗ cho bé.com sẽ giới thiệu đến mẹ và bé mẫu giường ngủ bé trai mẫu Ben 10 độc đáo kết hợp ý tưởng giữa chiếc siêu xe cùng với biểu tượng ben 10 thần thoại chiếc giường ngủ bé trai mẫu Ben 10 được thiết kế vô cùng đơn giản với màu trắng làm nền điểm nhất của mẫu giường ngủ cho bé trai này chính là những chiếc bánh xe được thiết kế sống động đến từng chi tiết Tiếp đến là những chiếc bóng đèn xe màu đen nổi bật trên nền trắng, đặc biệt không thể thiếu biểu tượng Ben 10 quen thuộc đã tạo nên một chiếc gường đơn giản nhưng mạnh mẽ và cá tính. 3. giường ngủ bé trai mô hình máy bay, với những bé yêu thích xe ô tô thì có rất nhiều mẫu giường để lựa chọn, riêng các bé thích máy bay thì sao? Không sao cả vì đã có siêu phẩm giường ngủ bé trai mô hình máy bay rồi đây. Thiết kế cầu kỳ như một chiếc máy bay thực thụ với màu xanh navy mạnh mẽ, giường ngủ bé trai mô hình máy bay có đầy đủ những chi tiết như cánh, quạt và đuôi đảm bảo chiếc giường máy bay này sẽ làm hài lòng bất cứ bé trai nào khó tính nhất. Thông số kỹ thuật của giường như sau, chất liệu, gỗ công nghiệp chống cong vinh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm, 1,2m x 2m, độ tuổi thích hợp, bé trai từ 2, 10 tuổi. 4. Giường ô tô xanh baby, giường ngủ bé trai chủ đề ô tô không bao giờ hết hot đối với các bé trai. Tiếp sau đây đồ gỗ cho bé.com sẽ giới thiệu mẫu giường ô tô bé trai baby. Sở dĩ tên gọi như vậy bởi lẽ kiểu dáng đơn giản thêm sắc xanh vintage rất đáng yêu. Đặc biệt giường còn được thiết kế thêm một hộp kéo đựng đồ khá tiện lợi. Đây chính là điểm cộng để phòng ngủ cho bé lúc nào cũng được gọn gàng tinh tơm. Thông số kỹ thuật của giường như sau. Chất liệu, gỗ công nghiệp chống cong vinh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm, 1,2m x 2m, độ tuổi thích hợp, bé trai từ 2, 10 tuổi. 7. Giường cho bé trai mô hình xe xúc baby cũng là giường nhưng được biến tấu từ chiếc nôi bé nằm khi mới sinh nên mẫu giường ngủ cho bé trai mô hình xe xúc baby này thật ấn tượng và tiện dụng. Tông màu chủ yếu của giường là trắng và vàng nghệ nhấn thêm màu đen nổi bật. Ban đầu mẫu giường ngủ cho bé trai này vốn dĩ là chiếc nôi đã năng để bé có thể dúng bắt đầu từ lúc mới sinh. Khi bé lớn thì bỏ thành chắn nôi để chuyển thành giường. Đặc biệt phía trước giường là đầu xe xúc vừa để trang trí vừa dùng chứa đồ chơi thậm chí với các bé hiếu động thì đây còn là chỗ ẩn nấp tuyệt vời cho chờ chơi trốn tìm với bố mẹ. Thông số kỹ thuật của giường như sau. Chất liệu gỗ công nghiệp chống cong vênh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm, 1,2m x 2m, độ tuổi thích hợp, bé trai từ 2 đến 10 tuổi. 6. Giường cho bé trai mô hình ô tô tia chấp, cũng là giường ngủ cho bé trai mô hình ô tô nhưng điểm nhất của mẫu giường này chính là chiếc đầu xe. Đầu xe được thiết kế thành kệ để sách hoặc trang trí đồ chơi rất tiện lợi và đẹp mắt. Không chỉ vậy phía đầu giường ngủ bé trai mô hình ô tô tia chớp còn có hộp kéo rời để đựng đồ chơi vô cùng tiện ích. Thiết kế nổi bật của mẫu giường chính là các bánh xe, đèn xe, đường viền trang trí đều được đắp nổi nhìn rất sống động và đẹp mắt. Thông số kỹ thuật của giường như sau, chất liệu, gỗ công nghiệp chống cong vênh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm, 1,2m x 2m, độ tuổi thích hợp, bé trai từ 2 đến 10 tuổi. 7. Giường cho bé trai mô hình xe xúc baby cũng là giường nhưng được biến tấu từ chiếc nôi bé nằm khi mới sinh nên mẫu giường ngủ cho bé trai mô hình xe xúc baby này thật ấn tượng và tiện dụng. Tông màu chủ yếu của giường là trắng và vàng nghệ nhấn thêm màu đen nổi bật. Ban đầu mẫu giường ngủ cho bé trai này vốn dĩ là chiếc nôi đã năng để bé có thể dúng bắt đầu từ lúc mới sinh. Khi bé lớn thì bỏ thành chắn nôi để chuyển thành giường. Đặc biệt phía trước giường là đầu xe xúc vừa để trang trí vừa dùng chứa đồ chơi thậm chí với các bé hiếu động thì đây còn là chỗ ẩn nấp tuyệt vời cho chờ chơi trốn tìm với bố mẹ. Thông số kỹ thuật của giường như sau. Chất liệu gỗ công nghiệp chống cong vênh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm, 1,2m x 2m, độ tuổi thích hợp, bé trai từ 2 đến 10 tuổi. 8. Giường ngủ cho bé trai mô hình ô tô 2 tầng. Với các gia đình không quá rộng và đang có hai bé trai đều yêu thích ô tô hoặc có một bé nhưng thường xuyên có ông bà hay bạn bè đến chơi thì mẫu giường ngủ ô tô 2 tầng này là lựa chọn tuyệt vời nhất. Mô phỏng một chiếc xe đua F1 thật ngầu trong tông màu xanh dương mạnh mẽ. Điểm nhấn đáng lưu ý ở đây là giường ngủ cho bé trai mô hình ô tô có thêm tầng phụ khá tiện lợi. Đây không đơn thuần là chiếc giường ngủ cho bé nữa mà là không gian chơi lý tưởng để bé thỏa sức tưởng tượng. Thông số kỹ thuật của giường như sau: chất liệu gỗ công nghiệp chống cong vênh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm 1,2m x 2m, độ tuổi thích hợp bé trai từ 2 đến 10 tuổi. 9. Giường ngủ cho bé trai mô hình xe lửa bốp. Hình tượng xe lửa bốp thông thái vui nhộn đã không còn xa lạ gì với các bé. Mẫu giường ngủ cho bé trai mô hình xe lửa bốp này được thiết kế với nhiều chi tiết cầu kỳ sống động, từ những chiếc bánh xe nối với nhau bới nan dài đến hình mặt cười của bốp rồi thi phần buồng lái phía đầu giường. Đây là một siêu phẩm giường ngủ dành cho các bé trai thật sự cá tính, thật sự có gu. Thông số kỹ thuật của giường như sau: chất liệu gỗ công nghiệp chống cong vênh, mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm 1,2 m x 2 m, độ tuổi thích hợp bé trai từ 2 đến 10 tuổi. 10 giường ngủ cho bé trai mô hình lều dã ngoại ngoài các bé thích sưu tầm xe và má bay thì cũng có nhiều bé thích phiêu lưu khám phá mẫu giường ngủ cho bé trai mô hình lều dã ngoại này sẽ cho bé một không gian tưởng tượng thật phong phú đặc biệt với các bé nhỏ sẽ rất mong muốn có một không gian riêng mà nơi đó bé có thể mặt sức vui chơi ngủ nghỉ thiết kế đơn giản màu sắc nổi bật gần gũi với thiên nhiên không chỉ vậy chiếc giường ngủ cho bé trai mô hình lều dã ngoại này còn có tầng phụ vô cùng tiện lợi mỗi khi có khách thông số kỹ thuật của giường như sau chất liệu gỗ công nghiệp chống cong vinh mối mọt, sơn màu PU, kích thước lọt lòng nệm, 1,2m x 2m, độ tuổi thích hợp, bé trai từ 2 đến 10 tuổi. Trên đây là những mẫu giường ngủ cho bé trai hot nhất 2019 dành cho các hoàng tử nhỏ. Chiếc giường ngủ không đơn giản là nơi bé nghỉ ngơi mà còn là không gian để bé được chơi đùa thời mái và phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình. Chính vì vậy các bố mẹ tâm lý ngày nay luôn muốn chọn cho con những điều chúng yêu thích và tạo điều kiện tối đa cho con được phát triển toàn diện. Hy vọng các thông tin trên sẽ giúp mẹ và bé chọn được mẫu giường ngủ yêu thích. Ngoài ra mẹ và bé có thể truy cập website đồ gỗ cho bé.com để tham khảo thêm nhiều mẫu giường ngủ cho bé trai độc đáo khác hoặc gọi ngay đến hotline 0916 712 526 để được tư vấn miễn phí nhé.